Vào chiều ngày 21 tháng 3, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, số 1 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi làm việc cùng với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh để thảo luận các hoạt động Phật sự của giáo hội cần sự phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và cơ quan ban ngành các cấp. Tại buổi làm việc, Chư Tôn Đức đã báo cáo các nội dung công tác Phật sự hiện nay của giáo hội cần sự phối hợp và hỗ trợ thực hiện. Một số hoạt động Phật sự quan trọng như Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2568, Dương lịch 2024 sẽ được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 4 năm Giáp Thìn, tức ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2024, sẽ thiết trí lễ đài tại Tổ đình Tư Đàm và Diệu đế Quốc tự lắp đặt và tôn trí bảy hoa sen trên sông Hương, thực hiện nghi thức tắm Phật, lễ giúp Phật truyền thống, triển lãm về văn hóa Phật giáo tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, văn nghệ tại ba địa điểm, ngành Lương Đình, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy, tụng kinh, tọa đàm, diễn giảng chánh Pháp, đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Thánh Tử Đạo và Nghĩa Trang Liệt Sĩ Thành Phố thăm viếng và tặng quà đến thân nhân các thánh tử đạo, các gia đình có công, chú trọng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Hai bên cũng thảo luận việc phối hợp tham gia Festival Huế 2024, các chương trình văn hóa du lịch, hỗ trợ công tác giáo dục và đào tạo tăng tài tại trường trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên Huế và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.